Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chúng lại gặp nhau trong video tiếp theo của PC Gaming. Như các bạn đã biết thì mấy hôm trước chúng ta có một màn ra mắt khá là mất mặt của Quỷ Vương RX580. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mới đến với một thành viên nữa trong gia đình của Quỷ Vương để xem là em ấy có thể gỡ lại được chút danh dự nào cho gia đình Quỷ Vương hay không nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với người đàn em của Quỷ Vương. Ten. Vâng, xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây chính là em Red Rivo. Lần trước mình đọc là Red Devin, anh em mình chửi quá. Đây chính là em Red Rivo RX570, người em của Quỷ Vương RX580 ngày hôm trước. Thì em RX570 này có một thiết kế tương đối là khác so với em RX580 hôm trước, với phần quạt này. Phần quạt này cũng làm bằng sắt anh em, backplate cũng làm bằng sắt này. Tuy nhiên thì không có cái đèn led ở đây anh em nhé. Thì với một cái thiết kế thanh mảnh và tương đối là dài so với em RX580 hôm trước. Đó, các bạn có thể nhìn này, cái này phải đến 30 phân. Trong một số trường hợp thì 30 phân này phải lấy đến cổ anh em. Tuy nhiên với thiết kế thanh mảnh và dài như này thì nó sẽ bố trí được hẳn 3 quạt anh em nhé, 3 cái quạt này. Và 3 cái quạt này có một cái thiết kế cũng khá là lạ, mình cũng chưa gặp mà lần nào cả. Mà những cái hãng như kiểu MSI, Asus hay là Giga hay là Hit gì đó thì cũng không có cái thiết kế quạt kiểu như này. Nó có ở giữa cái quạt này, nó có một cái rãnh bị hở đây, người ta khoét một cái rãnh này luôn cả trên cả ba cái quạt nữa. Không biết là với cái thiết kế này thì cái hiệu quả làm mát nó có tốt hơn so với những cái thiết kế thông thường hay không, thì một lát nữa chúng ta sẽ thử nghiệm để biết. Và em RX580 này cũng đến từ các chuồng trâu anh em nhé. Và chuồng trâu này khả năng là không phải là chuồng trâu xịn sò lắm, nên là tất cả những cái ốc ở đây có vẻ hơi bị rỉ một chút. Và cái phần ống tản này, ống tản trên một cái tháp tản rất là dài và dày như thế này này. Cái ống tản đồng này anh em có thể nhìn này, ống tản đồng này có hơi bị xỉn rồi này, bị xỉn rồi, nó không còn sạch sẽ sáng bóng nữa. Tuy nhiên thì phần bụi thì cũng khá là ít. Và cái phần cổng kết nối phía trước này cũng không bị rỉ nhiều anh em nhé, vẫn còn rất là sạch luôn. Đó, cái phần ốp phía sau cũng có một thiết kế lỗ giống như kiểu con RX580 ngày hôm trước. Tuy nhiên là cái thiết kế lỗ này thì đem lại một cái lượng bụi khá là lớn cho cái RX570 này anh em nhé. Đấy. Và em này thì mình mua với giá là 1.3 triệu, cả tiền ship nữa thì là 1.350 triệu. Khá là rẻ so với em hôm trước, em hôm trước là 2.5 triệu cơ. Đó, em này chỉ bằng giá một lửa thôi, không biết hiệu năng của em nó như nào. Và em nó cũng sử dụng một cái chân nguồn 8 pin này. Thì với chân nguồn 8 pin như này thì mình luôn khuyến cáo anh em là nên sử dụng một cái nguồn công suất thực 500W trở lên. Tại sao lại như vậy? Các bạn có thể lắp nguồn 400W hoặc là 450W, bật nó vẫn lên bình thường. Tuy nhiên thì cái thời gian hoạt động lâu dài và sự ổn định của hệ thống, khi các bạn chạy ở cái hiệu năng cao ấy, thì cái lượng điện áp ổn định luôn luôn là một cái lựa chọn tối ưu để cho cái tuổi thọ của cái cạc nó sẽ lâu hơn và nó tốt hơn so với cái lượng điện áp thấp anh em nhé. Bây giờ mình luôn khuyến cáo anh em sử dụng một cái nguồn điện áp 500W là vì như vậy anh em nhé. Cái cạc này này, cái phần tản nó khá là dày đấy, đâm cầm nó cũng tương đối là nặng luôn, rất là nặng, nó cũng phải nặng ngang với con RX580 hôm trước ấy. Thì với RX570 này thì cái hiệu suất của nó sẽ được đánh giá ngang với con 1060, dành cho những anh em nào chưa biết về hiệu năng của RX570. Và RX570 thì mình cũng đã test khá là nhiều rồi, cả Asus, MSI, rồi Giga, rồi Hit, rồi Power Color, rồi Powerful. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Power Color để xem là cái hiệu năng của nó có khác gì không. Tuy nhiên thì với cá nhân mình ấy, cá nhân mình đã test khất ra rất là nhiều hãng ấy, thì mình thấy là cái nếu như sử dụng chung một GPU thì hầu như các hãng đều có mang lại một cái hiệu năng như nhau thôi. Nó chỉ khác nhau một chút xíu về cái hiệu năng một chút xíu ở cái lúc chúng ta chạy đa nhiệm hoặc là lúc chúng ta chạy ở cái hiệu suất cao thôi. Nó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi. Chủ yếu là cái khả năng làm mát và cái sự ổn định hệ thống thì mỗi một hãng nó lại đem lại một cái trải nghiệm khác nhau một chút về cái phần đó, chứ còn về phần hiệu năng thì là gần như nhau. Thì với em RX570 Red Rivo này thì hiệu năng nó sẽ đến đâu thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang màn test hiệu năng anh em nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé, mình đã lắp nó ra đây rồi để chúng ta sẽ cùng nhau test. Thì cái màn chào sân mình thấy nó ba cái quạt này quay khá là khác nhau, lúc thì quay ở giữa, lúc thì quay hai con bên cạnh này, lúc thì chỉ quay một con trên thôi. Không biết là hiệu năng làm mát như nào, chúng ta sẽ đến với màn test để xem hiệu năng là như nào. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái cấu hình test mà được anh em yêu cầu rất là nhiều. Thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu hình của nó trước khi đến các cái bài test nhá. Cấu hình của nó đây anh em này. Đấy, các bạn hãy nhìn này, i5 4570
main B85, RAM thì 8GB chạy đua trên anh em nhé. Các RX570 này. Ok, chúng ta sẽ đến với khi test Tomb Raider trên con RX570 này. Thì mình thấy cái FPS của nó không ổn định đâu, mặc dù là để Very High nhưng nó vẫn nhảy từ 40 đến 70 FPS, cái khoảng cách nó khá là xa nhau ấy. Khi mà có nhiều chi tiết thì cái này xuống còn 40 FPS, còn ít chi tiết như này thì tầm khoảng 60 FPS, và nhiệt độ lên cũng khá là nhanh, mặc dù là có 3 quạt nhưng mà vẫn lên nhoằng cái lên được 70 độ. Thì mình test đến tầm lần thứ hai rồi, thấy vẫn khá là ổn định ở cái mức này. Có thể chúng ta sẽ chuyển sang game khác để xem hiệu năng như thế nào anh em nhé. Khi test tầm 3 lần và ra đi khá nhanh với trò Witch 3 với Ultra Setting ở trên con RX570, mình thấy cái mức nhiệt độ của nó ấy khá là ổn định, và cũng như cái FPS ổn định luôn ở cái mức từ tầm từ 40 đến 55 FPS, và nhiệt độ thì chưa lúc nào chạm ngưỡng 70 độ. Mình test lần này lần thứ tư rồi, có vẻ là con 580 này, 570 này hợp với trò Witch 3 hơn so với con 580 hôm trước. Chúng ta sẽ lại chuyển qua game khác để xem nó như thế nào. Với Battlefield 5 và test lần thứ 3 anh em ạ, mình thấy cái mức FPS này khá là ổn định, từ 40 đến 55 50 FPS. Tức là con RX570 này là khá hợp với cái trò này, hoặc là con này là con trâu lon hoặc là cầy vẫn chưa là ghê gớm lắm, nên là cái mức FPS và nhiệt độ khá là ổn định luôn. Nó chỉ chớm hơn 70 độ một tí, chưa đến 73 độ, và mức FPS thì luôn ở mức 40 đến 50 FPS anh em nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang game khác để xem hiệu quả nó có ok không. Với ba trò như này là mình thấy cũng khá là ok so với em 580 hôm trước rồi. Ô, bị sao đấy anh em nhỉ? Ấy, ô. Văng ra ngoài rồi anh em. Chúng ta sẽ thử lại lần nữa xem sao nhé. Đang test BOBG văng ra ngoài rồi. Ồ, lại văng khách rồi anh em ạ. Trắng xóa luôn, không nhìn gì luôn. Lần này treo rồi anh em ạ. Treo hẳn rồi, không ấn được gì nữa rồi. Lại vớ phải, có khi lại phải vớ phải ông trâu mõm rồi. Ta sẽ khởi động lại anh em nhé. Chuyển sang test GTA thì lại không thấy có hiện tượng gì cả, chạy vẫn ngon, mặc dù nhiệt độ lên đến 70 mấy độ rồi, mà không hiểu tại sao chơi PUBG lại bị trắng màn hình. Cái này chắc phải kiểm tra lại, có thể khả năng là do lỗi driver. Mình sẽ thử lại driver và thử thêm lần nữa xem như nào anh em nhé. Đây các bạn này, mình đã lắp con RX570 Red Revo sang một con main B150 với cả i5 6400 để chúng ta test lại cái BOBG xem là nó có bị văng giống như con B85 không nhé. Để chúng ta test kiểu này để kiểm tra cho nó nhanh nhất thôi, xem là lỗi là mặt cạc hay là cái hệ điều hành hay là cái main cũ của mình anh em nhé. Chúng ta sẽ xem lại cấu hình của nó trước khi đến với màn test BOBG để kiểm tra. Đây các bạn này, mình sử dụng là i5 6400 này, main là B150 này, RAM 8GB này, graphic RX570 vẫn còn Red Revo ấy. Rồi chúng ta sẽ thử BOBG xem nó còn bị trắng màn hình hay bị văng nữa không nhá. Lại sập rồi. Đây là trận thứ 3 nhé. Hai trận trước thì mình chết nhanh quá này, chưa kịp test gì cả. Trận này thì chơi được lâu hơn một chút, tầm 5 phút thì đến giờ lại sập rồi. Khả năng là con cạc ấy có vấn đề thật, mình sẽ test lại lần nữa anh em nhé. Lại sập rồi anh em ạ. Đây là test lần thứ tư rồi, và đây thì với lần thứ tư này và thay main thay chip và cài lại win rồi thì đây chắc chắn là lỗi ở cạc rồi anh em nhé. Treo rồi đây, không làm gì nữa rồi. Lại lỗi rồi anh em ạ, lại
xe máy rồi, không làm gì được nữa rồi. Như vậy là sau 5 lần test thì có 3 lần test được lâu nhất thì đều bị treo ở phút thứ 7 hoặc thứ 8 gì đó. Thì như vậy chúng ta có thể khẳng định được con Red Devil của RX570 của chúng ta đã bị lỗi rồi, chúng ta đi bảo hành thôi. Và lỗi này là do mình mua hàng trâu cày chứ không phải là hàng của Red Devil không ngon lành anh em nhé. Màn ra mắt của anh em của quỷ anh em chừng không ổn lắm, mặc dù mình đã thay main B150 với i5 đời 6 cộng với việc cài lại pin rồi nhưng vẫn lỗi. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.